Em xin chào các bác nhé. Trong video lần này em có một số loại lan chia sẻ các bác mua về làm giống khoe hoa. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 086 882 5909. Số điện thoại em để ở phần tiêu đề của video đấy ạ. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin trao đổi qua Zalo hoặc là Facebook để đặt hàng nha các bác nhé. Lan của em thì chưa bao gồm phí ship, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền ship cho bên chuyển phát. Phí ship là 36.000 cho 2 kg đầu tiên. Các kg tiếp theo thì cộng thêm 9.000 nữa các bác nhé. Và ship nhanh toàn quốc. Địa chỉ vườn lan bên em, thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các bác là có gì thì qua vườn của em xem cây các bác nhé. Các bác vui lòng điện trước khoảng một vài tiếng, đôi khi là em cũng không có ở vườn này. Này em có sự chuẩn bị trước này. Em vẫn có các mặt hàng địa lan và lan hài như mọi khi. Bây giờ những cái dòng thân thòng thì nó cũng chậm rồi này. Chủ yếu hàng của em sẽ là địa lan và lan hài. Hài cũng rất là chậm nhưng mà em yêu thích cái dòng cây hài này nên là em cũng trồng để đấy nhân giống các bác ạ. Địa lan nhé, giới thiệu các bác về địa lan. Địa lan đào cơ thì em vẫn mới bán với giá là 150 một thân, hai thân là 300 đóng cả chậu gửi các bác nhé. Địa lan đào cơ này. Còn hồng thần hà thì là 300.000 một thân, đi chậu này 3 thân một mầm này, một ngùng hoa này. Hồng thần hà cánh sen nhé, 300.000 một thân này. Các bác lưu ý là dạng của em là dạng thân to nhé, không phải là cái dạng thân bé nhỏ nhỏ đâu các bác ạ. Đây. 300.000 một thân, chậu này là 900 này, hồng thần hà này. Còn chậu hồng thần hà này là 4 thân thì là 1,2 triệu các bác nhá. 1,2 triệu. Đây. Hồng thần hà. Đây. Đây hoa nó màu hồng đào như này các bác này. Đây. Hồng thần hà cánh sen này. Cái camera nó không biết làm sao nó khá là bị đục. Dương Minh Cẩm. Dòng này cây của Đài Loan các bác nhá. 250.000 một thân, chậu này 3 thân là 750 đóng cả chậu gửi. Cái chậu này cũng 3 thân 2 mầm này, cũng 750 này. Bác nào lấy 2 thân thì 2 thân sẽ là giá 500 nhé, em tách chậu em gửi các bác nhá. Bạch Ngọc Tố Tâm, đây là dòng truyền thống. Tố Tâm thì là 100.000 một thân, đi đơn từ 2 thân, 2 thân một mầm sẽ là 200.000 các bác nhá. Bạch Ngọc Tố Tâm, lấy cả chậu này sẽ là 1,5 triệu này. Cái này có thể gửi xe khách được. Bạch Ngọc Tố Tâm nếu mà lấy cả chậu, không thì em lấy lẻ em tách chậu ra em gửi. Đại Kiều ấy. Đại Kiều cũng dòng hoa thu. Cái này thì thân lá củ đẹp này. Chậu này thì 260 này. Cái thân này, thân củ này, hai mầm này. Còn cái thân bé này là 180 này. Đại Kiều nhá. Hoàng Điểm 4 thân 2 mầm, 1,7 triệu cả cái chậu này luôn này. Còn chậu Hoàng Điểm này thì là 2,8 triệu này, 7 thân 1 mầm này. Củ to lắm nhá. Đại Mạc. Đại Mạc 101 một thân, chậu này 5 thân là 550 nhá. Hàng thuần rồi nhá. Tất cả đều là hàng thuần rồi này. Nếu mà cả chậu nữa sẽ là 650 các bác nhá. Đại Mạc. Tứ thời cổ. Tứ thời này ra hoa 4 mùa quanh năm các bác nhá. Tứ thời này là dạng cổ của ngày xưa các cụ chơi mà. Một mầm này, hai mầm này, ba mầm đang đâm lên này. Chậu này 200 này, cái 50.000 một thân nhá. Còn chậu này 600, à chậu này là 300 này, 6 thân này. Chậu này 5 thân là 250 này, đóng cả chậu gửi các bác nhá. Tứ thời. Tứ thời các cụ ngày xưa chơi thì lá nó dáng trường như thế này, dựng lên này nhưng mà vẫn là mềm mại nhá. Đây còn địa lan thanh ngọc này, hai thân này là 100 200.000 thôi nhá. 200.000. Hai thân, chậu hai thân địa lan thanh ngọc. Phú Quý Hồng Mai là 150 một thân. Đây. Tách chậu gửi các bác nhá. À, 300.000 một thân tách chậu gửi. Phú Quý Hồng Mai. Thanh Trường Cổ này. Hai thân một mầm này. Một ngồng hoa này, em để với giá là 4 triệu các bác nhá. 2 triệu một thân thanh trường cổ. Đây là hoa địa lan đào cơ này. Hôm nay nó cũng đã lên rất là đẹp rồi. Đây. Chiều Châu Tố Hà, Chiều Châu Tố Hà thì 400.000 một thân này. Chậu 3 thân 2 mầm như thế, một mầm như này là 1,2 triệu các bác nhá. Chiều Châu Tố Hà. Đây. Hạc đỉnh nâu này, hạc đỉnh nâu chậu này 260 này, này. 260 đóng cả chậu gửi các bác nhé. Hạc đỉnh nâu này. Đông lan chậu này 600 này, lấy lửa chậu thì là 350 nhiều chậu gửi cây, chậu từ 8 đến 10 thân này. Bụi trúc đen này 850 bao ship nhé, khoảng vài chục ngọn đấy và dài khoảng hơn 1 mét này. Bụi trúc đen này nhổ cái khúc gỗ này gửi các bác này. Còn đây là chun lan 550 cái chậu to này, đang hoa này, hoa thơm các bác nhé, chun lan này. Bạch Ngọc Chân Hương.
Bạch ngọc chân hương thì 100.000 một thân, đi đơn từ 2 thân là 200.000, chậu này 4 thân là 400.000 này, nhổ chậu gửi cây các bác nhé. Thanh ngọc lá biên. Thanh ngọc lá biên là chậu này là 360 này, 2 thân rưỡi này, 150 một thân. Địa lan hương cắt cát. Hương cắt cát thì chậu này em để giá 350 nhổ chậu gửi cây. Địa lan QVN. Cái này thì hàng rừng. 500.000 cái cụm này các bác nhá. Châu hồng cánh sen này. Cây to này là 220 này, còn cây bé hơn như này là 180 này. Chậu cát trắng hoa thơm đây là 180 các bác nhá. Mạc biên này. Mạc biên truyền thống, mạc biên cổ trồng lâu năm nhé, 250 một thân tách chậu gửi. Mạc biên. Trần mộng cổ này 250 một thân các bác nhá. Đi đơn từ 2 thân, 2 thân là 500 này. Trần mộng cổ này. Địa lan hàng rừng. Địa lan xuân hè Sơn La. Xuân hè Sơn La chậu thứ nhất là 500.000 này, 4 thân một mầm này. Chậu thứ hai là 380 này, 2 thân này, 2 mầm này. Này. Thân củ to các bác nhá. Đấy, lá nó rất là khỏe. Chậu này cũng 380 này. 3 thân này, 2 thân này nó bé hơn cái thân kia này. Và một mầm mầm này sắp tạo củ thôi. Còn chậu này thì em có thể đóng cả chậu được nhá, những cái chậu nhựa này. Này. Chậu này 180 này, một thân một mầm này. Chậu này cũng 180 này, 2 thân này. Cái này về các bác làm giống này. Chăm thêm này. Thân già, cái này 150 này. Đại hoàng cánh thủy tiên. Cái đại hoàng cánh thủy tiên này thì em để với giá là 15 triệu các bác nhá. 3 triệu một thân, 15 triệu. Củ rất to đẹp. Đang hoa đây, hoa đại hoàng cánh thủy tiên này. Xích ngọc lai bạc lan. Xích ngọc lai bạc lan 150 một thân. Chậu này em tính là 2 thân. Tại vì có những thân bé thì em sẽ gộp vào. Chậu này là 300 này, đóng vào chậu gửi này. Đây. Xích ngọc lai bạc lan. Cà ran hoa trắng nhé các bác nhé. Cà ran hoa trắng là 150 một chậu này. Đây, nhổ chậu gửi cây. Đây là hồng thần hà. Rất đẹp luôn. Hoa chuẩn bị tàn rồi. Tí cắt hoa đi. Chậu mạc xuân rừng này em để giá 300 nhổ chậu gửi này. Khá to các bác nhé. Đây, khá to. Mạc thu này, mạc thu em để giá là 100.000 một chậu nhá. Đổ chậu gửi cây, chậu sau to cây to hơn thì sẽ là 150. Một chậu đổ chậu gửi cây các bác nhá. Tứ thời lá to 150.000 một chậu, đổ chậu gửi cây, tứ thời lá nhỏ 150.000 một chậu, đổ chậu gửi cây. Địa lan kiếm lá giáo hoa xanh, dòng này hoa thơm các bác nhá. Kiếm lá giáo hoa xanh thì là 150 một chậu, đóng cả chậu gửi này. Chun lan thuần này. À, 250.000 một chậu này, nóng ở chậu gửi các bác nhé. Hạc đỉnh đỏ vàng, hạc đỉnh gai châu, 180 một chậu, quy cách hai khóm hàng giống nhé các bác nhé. Đổi chậu gửi, chậu thanh vũ này em để 480 này, hai thân một mầm này, một thân già này 480 nóng vào chậu gửi hoặc là đổi chậu gửi cây. Caran hoa xanh là 200.000 một chậu, đổi chậu gửi cây này. Địa lan hạ lan yên tử này, 150.000 à 160.000 một chậu này. Quy cách từ 2 đến 3 thân, à 3 khóm này, đổ chậu gửi cây. Đây cái khóm to như này là 250 này, đổ chậu gửi cây các bác nhé. Tiểu hồ điệp rừng ghép dớn này, 250.000 một bảng dớn, nóng cả bảng dớn gửi. Đây là chu đinh vàng 100.000 một khay như này các bác nhé. Chu đinh vàng. Vũ nữ hoàng hậu hoa xanh, 380 một chậu to như này các bác nhé, to vật vã luôn. Vũ nữ hoàng hậu hoa xanh. Hoàng thảo nghệ tâm. Hoàng thảo nghệ tâm thì 200.000 một bảng dớn như này nhá, xanh lét như này, rất đẹp này. Hàng thuần rồi, hẹn về thì việc treo lên thôi. 200.000 một bảng dớn ha. Bạch ngọc kim biên này. Bạch ngọc kim biên chậu này 250 các bác nhá, đóng cả chậu gửi. 250 bạch ngọc kim biên. Lalulum Hà Giang 100.000 một cây như này, một chậu như này, đóng cả chậu gửi. Lalum Hà Giang. Em sang phần Lan Hải các bác nhé.
Ăn hài em có hài gấm này 50.000 một phần này, một phần được khoảng 10 chậu như này, nhổ chậu cây các bác nhá. Hài Vân Nam 25.000 một cây, nhổ chậu gửi cây. Có những cây đang có lụ hoa rồi thì em sẽ gửi cho các bác cái lụ hoa đây. Lốt cái lô này là 25.000 này. Đây. Em trồng vào cái chậu này thì nó gọn. Cắt bớt rễ đi trồng vào cái chậu này các bác cho nó gọn này. Và tiết kiệm được nhiều diện tích này. Đấy, trồng hết bằng những cái chậu này mà các bác này. Nó cũng dễ đếm số lượng này. Làm theo đúng kiểu quy mô công nghiệp hơn này. Sau này thay bằng cái chậu đấy hết. Chậu nó bé thôi, chậu to nó tốn giá thể mà nó cũng chả giải quyết vấn đề gì cả. Hài đây là hài Henry 50.000 một phần, một phần được một khóm như này. À, ba khóm như này, ba chậu như này nhổ chậu gửi cây các bác nhé. Hài Jackie 40.000 một cây nhổ chậu gửi cây này. Còn đây là hài Cốc Si 50.000 một phần, phần được khoảng ba chậu như này nhổ chậu gửi cây. Hài Đuôi Công 50.000 một phần được khoảng một chậu như này nhổ chậu gửi cây các bác nhé. Hài Hồng 40.000 một cây nhổ chậu gửi cây này. Hài Cảnh 60.000 một cây nhổ chậu gửi cây các bác nhé. Hài sắc ha. Hài Hồng, Mốc Hồng 50.000 một phần được khoảng 8 chậu như thế kia nhổ chậu gửi này. Kim Tuyến này. Kim Tuyến này 50.000 một chậu như này nhá. Đóng cả chậu gửi này, một chậu được một cây thôi. Đây. Kim Tuyến này.